Chương trình Sông Nước Cửu Long xin kính chào quý bà con, cô bác và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến thăm chợ Phú Thành thuộc ấp Phú Trung, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Có lẽ nơi đây là một chợ có thể hiếm hoi còn sót lại những dấu ấn đặc trưng của một chợ quê truyền thống trên vùng đất Cửu Long bây giờ. Kính mời cả nhà cùng theo dõi trải nghiệm với chương trình để hiểu hơn về đất và người nơi đây có những điều thú vị và đáng yêu như thế nào nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều chợ quê khác ở miền Tây, việc họp chợ ở nơi đây cũng chỉ tập trung khoảnh khắc trong vài giờ đồng hồ buổi sáng. Chương trình phải tranh thủ ngay lúc bà con chưa kịp đến chợ đông đúc để ghi hình. Nếu đi ngay trong lúc bà con đông đúc thì không thể quay được gì cả. Cho nên trong lúc quay, nếu thấy chợ có vắng vẻ cũng xin bà con đừng lấy gì làm lạ nhé. Giới thiệu một hồi dông dài chắc sẽ làm lỡ buổi chợ đi mất. Không để bà con đợi lâu, chương trình xin vào buổi làm việc ngay đây. Đây gọi là cầu Phú Thành. Hình ảnh trước mắt quý vị đang xem phía bên tay trái của cái dốc cầu chính là lối đi vào chợ Phú Thành. Xin mời quý vị và các bạn cùng đi với chương trình nhé. Đây là tiệm tạp hóa của cô Sim, nằm ngay dưới chân cầu đầu vào lối đi chợ nha quý vị. Còn đó chính là chiếc xe đẩy quần áo. Đối diện cũng là một cái nhà bán quần áo. Chắc là hai cái này chung một chủ quá quý vị. Còn đây chính là cái quán nước ven đường. Trước nhà có trưng bày mấy trái dừa khô. Ở phía đó là bán cặp. Còn đây chính là những hình ảnh tiếp nối của những chiếc xe xếp dọc hai bên đường lối đi vào chợ nha quý vị và các bạn. Chắc của những bà con đang đi ra vào họp chợ đây. Trước mắt hình ảnh quý vị và các bạn đang xem chính là gian hàng đầu tiên bán rau quả các loại nha quý vị và các bạn. Một điều thật thú vị là trong cái gian hàng này có một chiếc bé đang đứng, chắc là cùng mẹ buôn bán đây, nũng nịu với khách đây nè. Nhìn đáng yêu không quý vị và các bạn? Có lẽ vì bắt gặp chúng tôi lạ lẫm, hay vì thích thú cái máy quay trên tay của chúng tôi, mà ánh mắt của bé cứ nhìn đăm đăm vào chúng tôi không rời mắt, quên cả việc mẹ gọi làm duyên với khách. Đây bán đủ loại rau củ quả, có em bé dễ thương nè, nè đứng nè. Rồi lấy tiền cái coi, lấy tiền cái coi. Hình sáng có mùa xuân luôn, lấy tiền cái coi. Đã lấy tiền rồi mà đôi mắt bé nhỏ này vẫn cứ đăm đăm nhìn vào chúng tôi. Thật đáng yêu quá phải không quý vị và các bạn? Sau những gì đáng yêu của bé, chúng ta cùng đi vào chợ Phú Thành điểm qua một lượt xem hôm nay Phú Thành có những mặt hàng nào nhé quý vị và các bạn. Đây là mặt hàng chăn mền, gối, nệm. Còn đây là giày dép. Đây cũng là giày dép luôn. Còn ở đây là cá. Cá nhỏ, cá to có luôn. Còn ở đây là tôm và hải sản các loại nha quý vị. Đây là lương. Chỗ này là bán thịt. Thịt heo. Ở đây là bán trái cây. Còn ở đây là rau củ quả.
Đây là mực khô. Còn đây là bông hoa. Và tạp hóa thực phẩm tiêu dùng các loại. Ngoài ra nơi đây còn có nước uống, điểm tâm và đồ ăn vặt. Còn đây chính là không gian của nhà lồng chợ đang xuống cấp theo thời gian. Đi hết các lối của khu chợ chừng 100 mét cũng không thấy có sự xuất hiện của sản phẩm công nghệ và công nghiệp nhé quý vị và các bạn. Dường như nơi đây chỉ buôn bán tất cả những loại nhu yếu phẩm để phục vụ như cho nhu cầu thiết yếu của bà con trong vùng thôi nhé quý vị và các bạn. Những gì vừa lướt qua ống kính của chúng tôi, bà con và các bạn đã nhìn thấy đó là hình ảnh về khu chợ cũ kỹ. Hình ảnh về những sản phẩm chủ yếu là nhu yếu phẩm bày bán ven đường. Tất cả những hình ảnh đó gợi cho chúng ta nhớ về một ký ức xa xưa của những ngôi chợ quê nghèo khó của thời thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, điều đặc biệt đã lưu lại trong tâm trí của chúng tôi ở nơi đây chính là nụ cười tỏa nắng của những chị em tiểu thương nơi đây. Những mẹ già tảo tần hôm sớm, một nắng hai sương, cùng sự vui vẻ chân tình hiếu khách cởi mở của bà con nơi đây, và giá cả hàng hóa thì rất rẻ. À, chuẩn bị khui hàng ra các loại để mình bán cho buổi sáng ha anh. Rồi đúng rồi, chính xác luôn, chăn ga rồi em. Tí xíu nó có ca sĩ Đăng Trường vô đây hát nè. Vậy hả? Quá vui luôn, vậy chợ bữa nay vừa đón xuân bán đồ rồi, vừa Rồi có bữa ca nay sĩ. là 27 Tết thôi, 28 giờ nha. Bữa nay mình 26 anh. 26 hả? Dạ. Tính Nam Vậy hả? Tính cho mau ha. Tính cho mau. Tại mình cũng mau mau cho mình bán đồ cho nó mau một tí. Đúng rồi, đang lãnh lương luôn. Rồi như này thôi ra. Rồi bữa trước anh có tới đây bán không anh? Có 4 5 ngày trước có tới đây bán. Bán được 2 bao. Vậy hả? Ừ, đây này ngồi kế chị bán cá nè. Ừ. Ờ được không em? Ừ, sao gì nữa? Em đánh mực rồi đó. Rồi bữa, vậy ca sĩ gì cho con gì đó mà. Vậy bữa nay chắc anh có thể bán rồi, ngày hôm qua 2 bao, bữa nay 3 bao. Bữa nay chả phải có 2 bao rưỡi à. À, qua tới hôm đây là cá nha cả nhà. Cá lưỡi châu nữa nè cả nhà, cá này là cá lưỡi châu nè đó. Dạ 5.000 cái thưa dâm. Cái này là mình kêu dạ, dâu hay gì vậy? Dạ em làm nhà, cái này em làm nhà không ạ? Làm nhà không? Dạ. Quá khứ em luôn, vậy là ngày nào cũng bán hết hả chị? Dạ. Là bữa nay bán sáng giờ thấy đỡ không? Dạ được anh. Được. Ra. Em bán này ngày chủ nhật em đi làm cả tháng. Dạ. Dạ 10.000 có rồi. Vậy là bán rất nhiều. 47. Nó bán hồi nhìn người quen. À bà gì dễ thương thôi, cảm ơn gì rồi. Bà con là đây ủng hộ các gian hàng của những bà con mua bán ở đây nha. Ủng hộ giùm măng ăn, quý vị giùm măng ăn. Chú ở đâu mà chú biết, chú lên mạng thì tôi quên rồi. Vậy hả? Chú ngày quay ngày tôi thì tôi mới nhớ. Dạ hả? Chú quay ngày tôi làm sao tôi nhớ. Rồi, chị ơi. Đây là thu. Dạ. Ở xã Phú Thành, ấp Phú Trung, đây. Dạ. Thế là đậu này mấy ký hay gì? 15.000 ký đậu me chú. Dạ. YouTube. Dạ. À, sông nước Cửu Long Nguyễn Hùng. Dạ. Rồi sáng giờ bán là đỡ không chị? Bán cũng được, gần Tết bán trúng hơn ngày thường. Dạ. Vậy bữa nay bán thấy là khách đông hơn không? Hơn qua không? Đông hơn, đông hơn. Dạ. Đông hơn qua. Càng ngày càng đông. Xanh nhiều hoa. Dạ. Dạ.
Cả nhà đầy đủ đồ thức ăn nha, cả nhà nhớ là đây ủng hộ đồ chay là của bà chị, đồ chay đủ thứ cho dạ. Món gì cũng có hết trơn á, chắc dạ. Không có hết. Giờ là chị là bán cũng mỗi ngày ngay đây hả chị? Mỗi ngày. Dạ. Rồi em cảm ơn chị, chúc chị mua mai bán đất năm mới. Cảm ơn anh luôn. Dạ, gặp nhiều may mắn. Cái cây cũng ngon nè. À. Ủa cái này là mình kêu cái gì chị? Dưa hấu á. Dưa hấu quá đẹp luôn. Hồi sáng giờ bán đỡ không chị? Vậy hả? Là hổm giờ ngày nào mình cũng bán cho buổi sáng ở đây hết ha. Bán mỗi ngày suốt năm. Suốt năm giờ. Vậy. Vậy là mình không so cả năm đi, so ngày qua tới bữa nay, tại chuẩn bị là một ngày một khúc vô tới năm á. Được ngày thường ha. Rồi. Vậy là bữa nay là mình bán được hơn, nhưng mà cái so với năm rồi chắc không bằng ha. Rồi cảm ơn chị ha, chúc chị mua mai bán đất. Rồi năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi có đó. Dạ. Mình ký ra xe đâu mình ký. Mình ký là mình làm cái này ha. Cái này mình đăng ký Google. Hả? Tại sao cái đó là mình làm á? Rồi cảm ơn chị nha, ủng hộ Nguyễn Hồng. Bỏ qua tất cả những hình ảnh cảm xúc của chợ Phú Thành là những nỗi niềm trăn trở nghĩ suy. Với địa hình tiếp nối bốn hướng giao thông thuận lợi cả về đường bộ lẫn đường thủy, ngôi chợ cũng đã hình thành hơn 40 năm qua. Thế nhưng bề thế cũng chỉ dừng lại ở những sạp hàng hóa thực phẩm tiêu dùng thường ngày trong khuôn viên tổng dài trên dưới chừng 100 mét, và người đi mua sắm còn thưa thớt. Phải chăng vì sức mua của bà con nơi đây có hạn, hay vì không gian nơi đây còn chật hẹp, chưa đủ cân bằng với tiềm năng phát triển vốn có của nó? Điều trăn trở này có lẽ sẽ có lời giải ở tương lai, khi chợ Phú Thành được dời về điểm hoạt động mới theo sự quy hoạch của nhà nước sắp tới. Chúng tôi xin trích dẫn hình ảnh từ bản đồ Google Maps về địa điểm mới này của chợ, xin bà con cùng xem qua nhé. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn, đây chính là điểm này, là chính là chợ Phú Thành. Ở đây là địa giới của xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đường viền đỏ này chính là địa giới của xã Phú Thành nhé bà con. Nhờ dựa trên cái địa giới của xã Phú Thành này, ta nhìn thấy cái chợ Phú Thành nó có cái địa lợi là nó nằm ở trung tâm của bốn hướng giao thông. Ở đây là trục lộ kênh Thần Nông nè, còn đây là kênh Hòa Bình nối liền với K16, chạy qua từ sông Tiền đổ qua đến sông Hậu luôn. Bên đây là sông, một nhánh sông cái vừng của thuộc sông Tiền. Ở đây thì là con kênh Thần Nông, nó nối dài từ Tân Châu chạy xuống đến hết tới xã Phú Hưng. Cho nên là ở cái vị trí địa lý ở đây là chợ Phú Thành nó trở nên là vị trí trung tâm, thuộc trung tâm của cả huyện này luôn, nếu tính ở trên địa đồ. Cho nên là ở cái vị trí này nhìn xem nó rất là đắc địa, nhưng mà nó chưa phát triển đúng cái tiềm năng vốn có của nó. Cho nên là từ lâu ở cái địa phận ở đây là cái chợ Phú Thành nó không phát triển được nhé bà con. Ở đây tôi xin zoom lại cái hình ảnh cho nó gần hơn để cho bà con mình nhìn cho rõ, chuyển sang Google Maps theo cái dạng nhìn cho nó rõ từ ở trên vệ tinh chụp xuống, zoom lại cho gần để thấy rõ cái chợ Phú Thành. Đây chính là cầu Phú Thành. Cầu Phú Thành
bắt ngang cái đường lộ nhựa nha bà con. Còn ở đây chính là cây cầu sắt của cái đường tỉnh lộ nè. À, chợ Phú Thành là nằm ngay cái góc này nha bà con. Đây, zoom lại gần cho bà con nhìn cho rõ nha. Đây, đây chính là nhà lồng chợ xã Phú Thành đây. Một đoạn này, ở đây là có một cây cầu sắt. Cây cầu sắt bắc ngang kênh nối của cái kênh Hòa Bình và kênh K16. Còn đây là kênh Thằng Nông. Cho nên ở cái vị trí, với vị trí này là nó thuận lợi ở cả bốn hướng giao thông, kể cả đường thủy lẫn đường bộ nha bà con. Tuy nhiên từ lâu ở đây là cái vị trí này nó không có được thuận lợi ở cái nền đất của nó. Cái nền của ở nơi đây nó nhỏ quá, nó không còn phát triển thuận lợi nữa. Cho nên là định hướng của chính quyền địa phương thì di dời ra cái nơi này nhé bà con. Từ ở nơi này đi ra đây thì cũng chỉ cỡ 100 mét thôi. Khi di dời ra cái địa điểm mới, như bà con đã nhìn thấy đây là chính là cái tỉnh lộ, cái đường tỉnh. Cho nên là ở vị trí này nó sẽ giáp mặt với đường tỉnh, nó sẽ rất thuận lợi để mua bán. Về mặt cái đường sông thì nó cũng nằm cặp bờ kênh luôn, cho nên là từ đường thủy mà vận chuyển hàng hóa lên đây nó cũng thuận lợi nè. Đường bộ ở tỉnh lộ đi vô đây cũng thuận lợi. Hy vọng trong tương lai cái chợ mình nó dời ra đây thì nó sẽ phát triển được tốt hơn hiện tại ha bà con ha. Xin giới thiệu với bà con về cái vị trí mới của cái, cũng như cái vị trí cũ và vị trí mới của cái chợ Phú Thành như thế. Kính thưa quý bà con cô bác và các bạn, chương trình Sông Nước Cửu Long vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn về chợ quê Phú Thành, tuy còn nghèo khó nhưng thấm đậm tình người rất riêng, rất đặc trưng của vùng sông nước quê hương miền Tây nói chung và An Giang nói riêng. Cho dù đời sống nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn so với nhiều ngôi chợ nơi khác trong vùng, nhưng qua ống kính của chương trình cho thấy cuộc sống nơi đây vẫn dạt dào niềm vui và niềm tin vươn lên mạnh mẽ. Trước mắt quý vị và các bạn là hình ảnh ngôi chợ đã bắt đầu nhộn nhịp, và cũng là hình ảnh cuối cùng của chương trình Sông Nước Cửu Long giới thiệu đến bà con về chợ quê Phú Thành. Chân thành cảm ơn quý bà con cô bác và các bạn đã theo dõi. Xin kính chúc bà con cô bác và các bạn xem video này thật nhiều thư thái bổ ích. Chúc chợ quê Phú Thành chúng ta ngày càng vươn mình đi lên mạnh mẽ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con cô bác ở những chương trình tiếp theo của Sông Nước Cửu Long. Trân trọng kính chào.